Ronaldo đã bị thủ môn Emi Martinez thách đá phạt đền trong trận Man United thua Aston Villa 0-1 ngay trên thánh địa Old Trafford. Cụ thể, Bruno Fernandes ôm bóng lên đặt trên chấm penalty nhưng đã bị thủ thành lão luyện của Aston Villa chơi đòn tâm lý trước khi thực hiện. Thủ thành người Argentina không nói gì với Fernandes mà chỉ vào mặt Ronaldo rồi thách thức đồng hương của Fernandes đá phạt. Chiêu trò tâm lý của thủ thành Aston Villa đã thành công. Ronaldo không phản ứng, vẫn đứng phía sau Fernandes và một lúc sau, Martinez mới lùi lại để chuẩn bị bắt phạt đền. Cuối cùng, Bruno sút vào giữa nhưng bóng bay lên khán đài. Và trước khi bắt đầu video clip, mọi người đừng quên bấm vào nút subscribe kênh của Mr. Zero để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Trong bóng đá, có rất nhiều những cầu thủ đầy tài năng nhưng vẫn không thể nào trở thành một trong những siêu sao hàng đầu bởi vì họ không có những tình huống tinh quái đem về lợi thế cho đội bóng như Sergio Ramos hay Luis Suarez. Sau đây các bạn hãy cùng theo chân chúng tôi đến với những tình huống mà các cầu thủ làm mọi thủ đoạn để khiến đối phương đá hỏng phạt đền. Người đồng đội cũ Marcelo và cũng là người bạn thân thiết nhất của Ronaldo khi còn khoác áo Real Madrid có lẽ đã quá tự tin với khả năng sút phạt đền siêu hạng của cầu thủ người Bồ khi anh đã thực hiện pha ăn mừng trước khi Ronaldo thực hiện cú dứt điểm thành bàn. Dù đã cố tình phá hỏng điểm đặt bóng trên chấm phạt đền nhằm khiến cho siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo không thể dứt điểm một cách tốt nhất, nhưng với đẳng cấp và kỹ năng hàng đầu thế giới của mình thì với Ronaldo không gì là có thể làm khó được anh. Tình huống khá non kinh nghiệm của anh chàng hậu vệ, khi tiếng còi của trọng tài vẫn chưa cất lên, bóng vẫn còn trong cuộc mà anh lại có hành động cầm bóng lên tay khiến cho đội nhà phải chịu một quả phạt đền không đáng có. Nhưng rất may người đồng đội của anh đã sửa sai và cản phá được quả 11m. Một hành động chỉ tay của thủ môn nhằm đưa ra một lời thách thức cho tiền đạo đối phương trên chấm luân lưu, xem liệu anh ta có dám thực hiện cú dứt điểm vào vị trí đó hay không. Và đúng như những gì chàng thủ môn dự đoán, anh đã cản phá được một cách rất dễ dàng. Những cầu thủ trẻ đầy tài năng nhưng trên chấm 11m thì luôn là cuộc chiến tâm lý giữa hai cầu thủ. Chỉ cần một hành động nhỏ của thủ môn khi anh liên tục nhìn chằm chằm vào cầu thủ đối phương đã khiến anh ta không thể giữ vững tâm lý mà sút hỏng phạt đền. Sẽ là hoàn hảo nếu pha bóng này thành bàn thắng khi cầu thủ này đã biểu diễn một pha Panenka đánh lừa thủ thành đối phương. Nhưng thực đen đuổi cho anh là bóng đã đi quá nhẹ và bị ngăn cản ngay trước vạch vôi. Tình huống rất hy hữu đã vô tình cướp đi một bàn thắng trong một trận đấu mà điều kiện sân bóng không được tốt khi anh chàng tiền đạo này thực hiện một pha dứt điểm hoàn hảo đánh bại thủ thành đối phương. Nhưng thật bất ngờ, trái bóng đã bay qua chỗ rách của lưới và đi ra ngoài trong sự phản ứng rất dữ dội của các cầu thủ. Alex Telles đã có cơ hội lớn đem về chiến thắng cho đội nhà khi anh đứng trước một quả đá phạt 11m. Nhưng thật đáng tiếc, cú dứt điểm của anh là khá tốt nhưng vẫn không thể chiến thắng được tài năng phản xạ xuất sắc của thủ thành đối phương. Có lẽ tiền đạo Harry Kane sẽ chỉ biết tự trách mình khi không thể đem về bàn thắng trong một cơ hội vô cùng ngon ăn khi anh đã có tình huống đặt chân trụ sai vị trí, vô tình khiến mặt sân cản trở pha dứt điểm của anh. Cristiano Ronaldo có lẽ không thể kiềm chế nổi cơn nóng giận của mình khi cầu thủ đối phương đã có một pha bóng thiếu fair play nhằm khiến cho anh không thể thực hiện thành công pha đá phạt đền. Pha bóng đã thể hiện sự kinh nghiệm và tinh quái của thủ thành kỳ cựu Jan Sommer khi anh đã cố tình khiến cho tiền đạo đối phương không thể tung ra cú dứt điểm tốt nhất trên chấm phạt đền. Mặc dù đã cố tình chơi đòn tâm lý khi chỉ tay sang một bên khiến cầu thủ đối phương phân tâm, không những chàng thủ môn này không thể cản phá được cú dứt điểm vô cùng hiểm hóc, mà anh còn bị chính tiền đạo đối phương trêu tức khi thực hiện lại đúng hành động của mình. Ở các đội bóng, luôn có một linh vật tượng trưng cho đội nhà. Một hình ảnh vô cùng thú vị đã diễn ra khi các linh vật này đã thử sức với nhau ngay trên chấm phạt đền. Hero,
hình ảnh vô cùng xấu xí của các cổ động viên khi cố tình dùng ánh đèn laser để chiếu thẳng vào mắt của tiền đạo Neymar, nhưng vẫn không thể cản trở một cú ra chân đầy đẳng cấp đánh bại thủ thành đối phương của tiền đạo người Brazil. Cựu tiền đạo câu lạc bộ Chelsea có thừa cho mình sự kinh nghiệm và tâm lý khi anh đã có hành động gây ức chế, khiến cho cầu thủ đối phương mất bình tĩnh và tung ra pha dứt điểm rất đơn giản. Không hiểu đang yên đang lành, tự dưng thò cái chân vào làm gì để khiến cho đội nhà phải chịu một quả phạt đền đầy vô duyên. Có lẽ anh chàng cầu thủ này sẽ còn phải chịu cảnh dự bị dài dài nữa đây. Thủ môn đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình khi cản phá được pha đá phạt 11m, nhưng có lẽ vì thấy tiền đạo đối phương dứt điểm quá kém nên anh chàng hậu vệ này đã làm mẫu lại bằng pha phản lưới nhà đẹp mắt. Nếu để lựa chọn một cầu thủ dứt điểm quyết định trên chấm penalty thì chắc chắn cái tên Cristiano Ronaldo luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các huấn luyện viên khi anh luôn tung ra những cú sút rất quyết đoán, không cho thủ thành đối phương bất cứ cơ hội nào. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic và thủ thành Julio Kessié đối mặt với nhau tượng trưng cho hai đội bóng từng là những thế lực hùng mạnh trên thế giới. Nhưng lần này người chiến thắng chỉ có một và nó đã gọi tên Zlatan Ibrahimovic. Hãy nhìn biểu hiện của Henry khi trả lời phỏng vấn, đủ để chúng ta thấy sự thú vị vô cùng hài hước khi các cầu thủ Arsenal thực hiện pha phối hợp đá phạt đền, nhưng không may đã có sai sót trong pha bóng. Chỉ có thể là các cầu thủ Nam Mỹ mới luôn đem đến những hình ảnh thú vị như này sau pha chạy đà và dứt điểm thành bàn. Chàng trung vệ Jerry Mina đã thể hiện một điệu nhảy vô cùng đáng nhớ. Sau điệu nhảy của Mina đã khiến cho toàn bộ cầu thủ đội tuyển Argentina nóng mắt và anh chàng thủ môn này đã vô cùng quyết tâm để bắt được pha bóng. Chính vì thế, anh đã có những lời nói đánh vào tâm lý khiến anh cản phá xuất sắc pha bóng này, đồng thời khiến trút bỏ một phần tâm lý cho các cầu thủ. Các chân sút từ cả hai bên đều tỏ ra vô cùng vô duyên, cộng thêm sự xuất sắc đến từ hai thủ môn đã khiến cho loạt penalty cơn não này trở thành một kỷ niệm thực sự rất đáng nhớ. Vừa rồi là tổng hợp những tình huống thú vị xảy ra trên chấm đá phạt 11m của các giải bóng đá hàng đầu thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!